nhằm giúp các doanh nghiệp, nhà quản lý chia sẻ kinh nghiệm quy hoạch đầu tư, quản lý dịch vụ đào tạo nguồn nhân lực, giới thiệu các dự án trong nước và quốc tế kết hợp với mở bán sản phẩm bất động sản, tư vấn và xúc tiến đầu tư. Sáng ngày 26 tháng 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm xúc tiến đầu tư bất động sản Việt Nam đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức buổi ra mắt lễ hội bất động sản quốc tế Việt Nam năm 2022. Theo đó, chương trình được tổ chức với 4 nội dung chuyên đề về diễn đàn bất động sản quốc tế, tư vấn xúc tiến đầu tư bất động sản, định hướng đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, giới thiệu quy hoạch, dự án, sản phẩm bất động sản của một số địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Cùng với đó là chia sẻ những kinh nghiệm quy hoạch đầu tư, quản lý dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực, giới thiệu các dự án trong nước và quốc tế, kết hợp mở bán sản phẩm bất động sản, tư vấn và xúc tiến đầu tư, kết nối các tổ chức tài chính, các nhà đầu tư dịch vụ, khơi thông các nguồn lực phát triển nhà ở và thị trường bất động sản, quan tâm lĩnh vực nhà ở xã hội, bất động sản công nghiệp với nhà ở công nhân và các loại hình bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, sinh thái. Góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm, chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045, nhất là giai đoạn phục hồi, phát triển sau đại dịch COVID-19, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, huy động hiệu quả nguồn vốn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Dự kiến chương trình sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 2022 tại Trung tâm Triển lãm SECC Thành phố Hồ Chí Minh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hộp tin Việt Nam ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.